Nhưng mà mấy con bỏ mấy cái cao hoài á, thì mấy bác mà họ thiên lớn tuổi đó, họ sẽ bị chấp. Trời ơi, thiên tử xuống trần còn ham vui quá không? Đại khái họ chấp. Cho nên lâu lâu á, thì chút chút thì được. Mà thí dụ như ca mấy bài quê hương hay là những cái gì vui vui thôi. Chứ đừng nên cái gì cũng bỏ lên. Thì bữa mấy gì có dạng vậy đó. Nhưng mà có một điều mấy con phải nên biết hãnh diện. Không phải những đứa gần đây, không phải những đứa họ thiên mới mà tới đây kêu hộ vẽ nó chán. Ở bên nước Việt hay khắp thế giới, họ âm thầm mỗi một ngày theo cả nghìn nghìn người âm thầm. Đông lắm, rất là đông. Tại vì nếu không có cái họ thiên, không có cái đạo thiên tâm ra đời, giàu cho cái chế độ này có sụp đổ, chế độ cộng sản vô thần sụp đổ, cũng không có giá trị nữa. Một chế độ mới lên nó cũng vẫn tàn ác, nó cũng vẫn quyền lợi, nó không có nhân phẩm, nó không có biết đạo đức, nó vẫn hối lộ tiếp tục. Thời đệ nhị Cộng hòa đệ nhất cũng là hối lộ, cũng là dân khổ, nhưng mà không đến nỗi tệ như mấy ông này, phải không? Cho nên mấy vị mới nói sư phụ á, là cái đạo là cái nền móng để mà xây cái nhà lầu ngàn tầng. Thì cái thiên tâm chúng ta là cái móng. Cái móng mà không có vững chắc, có xây nhà lầu kiểu nào nó cũng sẽ sập. Thì đó là lý do tại sao dân tộc chúng ta trong tương lai sẽ thành dân tộc hùng cường giàu mạnh. Đó là cái này. Bây giờ một cái thằng mà nó đi ra trường Sĩ Quan Đà Lạt hay là Thủ Đức, sau này nó sẽ ra trường Sĩ Quan Thiên Tâm. Sĩ Quan Thiên Tâm là cho mày vô mày học, mày ăn chay ngồi thiền 3 tháng đi. Mày giữ 12 giới mày giữ không nổi, mày giữ giới thứ 1 thôi. Mày có dám hối lộ không vậy? Con nghĩ thử. Còn mấy ông nội này đâu có học ra trường Thiên Tâm đâu, mấy ông ra trường Bác Hồ không à. Đó là lý do tại sao rất là quan trọng. Cái đạo nó đi vào cái lòng người và nó đi theo nhiều nghìn năm. Chứ còn lập một cái thể chế mới, một cái đảng phái mới, nó vẫn mai một trong 50 năm, 100 năm sau. Đảng Cộng sản thế giới hồi xưa họ nghĩ là họ chiếm toàn cái quả địa cầu này, cuối cùng hôm nay tan hết. Nga cũng tan, bây giờ sắp sửa Trung Cộng cũng tan. Cò bay thì mặc cò bay, phải lo giữ trứng, đừng sai nhìn cò. Tự nhiên nhảy lên bài này ngay trước mặt sư phụ đọc luôn. Đem về ấp với trứng gà, nở ra lai giống ác tà tinh anh. Nghĩa là chế độ cộng sản á, ác tà tinh anh, đúng không? Ó kêu nam đáo lửa hành, ó là Mỹ. Gà vừa gái sáng, hãy nhanh quay về. Tức là nói người hải ngoại mình á là nhanh quay về. Khỉ giữ nhà quá chán chơi. Khỉ là mấy ông đảng viên mình á. Để cho rắn rết vào bê trứng gà, là để cho Trung Cộng vô nó bê trứng gà, nó ăn trứng gà mình. Người ta thì mặc người ta, có rồng hộ mệnh cứ đà mà đi. Người nào là thiên tử, có sứ mệnh để lo cho thế giới thì có rồng hộ mệnh. Trên thế giới này chỉ có một mình núi Thiên Long Sơn mình là có rồng, ngoài ra không có nơi nào khác. Ở ngoài đó họ có thể xưng người ta vì mạo danh thiên tử, rất mười mấy hai chục nhóm nó có mạo danh, nhưng mà nó đâu có rồng hộ mệnh, nó đâu có biết là chuyện gì xảy ra. Có nhờ tự gì đó là những cái đảng cộng sản nó đã lập lên trước, nó sẽ nhái theo cái sấm cơ rồi nó lập ra sẵn vậy đó. Nhưng mà lúc đầu thì người ta không có hiểu, người ta tin, nhưng mà từ từ đến lúc mà thứ thiệt ra đời thì mấy cái đó nó lại ganh tị, nó ghét. Thì nó lên trên những cái comment hiện giờ này nó chửi hoài, nó là gì? Tự vì công lao của nó mấy chục năm Mỹ. Rồi hôm nay có một người thiệt ra đời. Mỹ là nó phải có học vấn nha, nó phải biết chữ nghĩa, rồi nó biết viết những cái loại kinh này kinh kia nữa. Rồi nó lai tùm lum trong đó. Tại vì họ không bao giờ tin có ông trời đứng ba tấc đất hay là những gì thần thánh trên đầu họ. Mấy cái nhóm đó họ không có biết. Tới ngày mà họ lật ngang, họ bị đột tử rồi tiêu xác tiêu hồn đó, thì lúc đó cũng chẳng ai biết luôn. Tại vì bên kia thế giới tiêu xác tiêu hồn ai đâu chứng nhận. Sư phụ là người chứng nhận được. Hôm nay sư phụ biết ai là người tiêu xác tiêu hồn. Chứ cái chửi Đức Thầy hoài á,
con nghĩ Đức hay là Phật, cứ chửi con của cha, có nghĩa là chửi cha, chửi thiên tâm chúng ta là đạo tà, có nghĩa là nói cha là tà hả? Cái này là của cha mà nó nói cái này là tà, có nghĩa là nó nói cha là tà, vậy ai là chánh? Chẳng lẽ quỷ là chánh sao? Có phải là đại phạm tượng không? Mà nếu mà tà, cái chữ gì là tà, cái thiên tâm làm cái gì là tà? Nó chỉ nói vung vơ để cho những người mà không có chánh kiến họ lửng lửng thôi, chứ nó không có đi vào cái đi theo hay là một cái gì mà để mà thu là bằng chứng thừa nhận. Họ chỉ nói vậy thôi. Thì thường tà nó là nó kéo số lượng đông là gì? Con của cha mẹ không có chánh kiến, không có một chút xíu ngồi suy tư hay là luận ra phân tách thì là bị tà nó lôi hết, có nghĩa là nghe cái là chạy theo. Cho nên các con mà có nghe sư phụ nói, các con cũng phải về suy nghĩ, thì sư phụ tôi nói có trúng không nữa, chứ không phải sư phụ nói cái là sư phụ mong mấy đứa con phải tin liền đâu, phải coi xác thịt nữa. Còn bên tà nó không có kêu vậy, nghe nói là nó muốn mình nghe không à. Cho nên mà những cái kênh đó của họ đó là có ban bề, có tiền, rồi họ mướn người nói như cái máy vậy thôi. Còn sư phụ nói cái này á, có lúc cái danh từ hay là cái văn chương sư phụ không có đủ, nói rất là bình thường, thô kệch miền Tây rồi đại khái. Mà cộng lại miền Tây lại bị người miền Bắc nói ồ, nhưng miền Tây không biết nói chuyện, không có nói lưu lót. Nó lưu lót nhưng mà không có thật tâm. Còn nói tiếng miền Tây nhưng mà nó từ cái này ra thì nó khác nhau ở chỗ đó thôi à. Nhưng mà có những người mà không có chánh kiến, người ta không có hiểu, người ta chỉ thích nghe văn chương qua mị đồ, thì cái đó thì bộ độ khó lắm đó. Có rồng hộ mệnh cứ đà mà đi, vào rừng sư tử thiếu gì, cọp beo cũng có, cứ đi theo về. Cọp beo của hả ông bố, ông giải thích là anh hùng hào kiệt phải không, ở Mỹ gọi là cọp beo. Tại xưa lôi hổ hay là thần hổ thời mấy ông mắc ô nè, là lính đó, là mấy vị đặt cái đó là. Tại vì mấy cái logo của mấy cái binh chủng đó, tự do, hai tiếng tự do, mà sao nghe thấy thêm lo quá chừng. Từ khi mở mắt năm dần, tự do đã biến theo thần tự do, thần tự do sẽ lo tất cả. Có nghĩa là nước Mỹ cũng vẫn là nước bảo hộ cho những cái nước nhỏ nhỏ trong tương lai. Cho nên mấy vị nói là thần tự do sẽ lo tất cả. Hỡi hiền đồ có phấn khởi trăng, thôi đừng ngại lắm khó khăn, mà quên việc nước mà quăng việc thù. Con ơi sắp sửa trùng phùng, cọp ti hung dữ cũng đừng oán than. Rồi đây sẽ đến vạn ngàn niềm vui hạnh phúc dân tràn quê hương. Còn đâu kẻ bán tình thương, còn đâu cái bọn lương tâm vô lương tâm này, còn đâu cái bọn vô lương tâm này. Con ơi sắp sửa xâm dày, con ơi nghe thấy lời thầy khuyên rằng. Đó là bài thơ của Đức Thầy rủ nồng cạn chén để chia tay. Tái ngộ rồi đây cũng có ngày, sum họp một nhà trên đất mẹ. Nghe mình đi Mỹ rồi mình về Việt Nam lại, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen, đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thầy trao ngọn nến, xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Thất tướng trừng quỷ lộng sang hà, chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi niềm mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quả giang long hiện trên bầu trời nam. Binh rầm rộ núi sam núi sập, binh dậy rền giang khắp trời Tây. Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời nam dẫn vang lừng nam bộ, trời bắc miền rầm rộ khóc than. Đông Tây Nam Bắc quy hèn, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Tức là đạo thiên tâm chúng ta đó, khi mà Thế chiến thứ ba rồi đó, cái đạo thiên tâm nó càng lộ rõ. Hồi mấy tuần trước mấy vị cũng có nói, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu lâm khổ quốc chung. Hạ Lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can.
miền Nam bị Miên Sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn bắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Là mấy ông đảng viên đại ca mình đó. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai, bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mùa phục quốc rất gần ở dân. Ok, nãy giờ được bao lâu mấy con? Ok, thì hôm nay nãy giờ cũng mệt, chưa ăn cơm nên đó đói bụng, nói được tiếng rưỡi ra được cái clip mới. Thì mong những ngày Tết, chúc Tết tất cả các hội thiên, các bác, các chú, các anh, các đảng viên, các cán bộ, các bác hát ôn, chúc bác Trọng ngàn thu vĩnh biệt, về cõi trời. Không biết ông có về được cõi trời không. Chúc tất cả và tất cả họ thiên cho nước Việt và khắp thế giới ăn một cái Tết thật là an bình, bên người thân hạnh phúc vui vẻ. Chúc cho nước Việt khi chiến tranh xảy ra, chết đói thì có chết đói, mà chết ít thôi, đừng chết nhiều quá. Chết nhiều quá việc này cũng đau lòng, nước Việt sẽ có khổ thêm, nghèo thêm, đói thêm, tan tác thêm, bệnh tật thêm. Nhưng mà hôm nay lời chúc này sẽ vang rộng, hiện giờ có chư thiên đứng đây đầy, mong mấy vị gia hộ cho giảm bớt chứ xin hoài cũng không biết sao xin nữa. Mỗi lần xin mấy vị nói họ có cái nghiệp cộng nghiệp chung, còn cái xin tối ngày lấy thân phàm xin không à. Mỗi lần xin cái là ê ẩm mình mấy. Là mấy lời cuối năm xin chúc tất cả những họ thiên phải có giữ vững lòng tin và tinh tấn. Giữ lòng tin là như thế nào? Giữ lòng tin là trong lúc này muốn qua nỗi u sầu, muốn qua quên cái bụng đói, muốn quên đi con đòi này, vợ đòi mua kia mà không tiền, phải không? Ngồi thiền nha, mấy họ thiền ở phương xa. Cái ngồi thiền hít thở từ sáng tới chiều thì tự nhiên khi mà chủ nhà, người chồng mà cười thì vợ cũng phải cười theo, không? Chúng ta cười trong nỗi túi rỗng. cái hũ gạo là trống không. Chúng ta sẽ hạnh phúc trong túi rỗng, hũ gạo trống không. Con thì không bình sữa không có giọt nào. Cứ ngồi thiền, cả nhà cứ ngồi thiền để qua cái khổ này, chứ giờ biết sao vậy. Tại vì kêu họ đọc kinh thì cũng hơi khó, tại đói bụng sao đọc kinh, chỉ ngồi thiền nó quên đói. Cho nên bắt ấn tam muội ngồi thiền. Còn thường á, cái quả địa cầu này, cái ông nhạc gia, tức là ông và vợ á, động Long Dương á, hồi xưa cái quả địa cầu này nước không à, nước 90%. Thì ngài Long Dương cai luôn cái mặt đất, khi nước rút á, thì mới giao về tứ đại thiên dương cai mặt đất, ngài vẫn cai dưới biển. Thì cho nên tất cả mấy họ thiên trên thế giới á, mà muốn ngài gia hộ mà lẹ đó, nhất là lấy lại biển đảo Hoàng Sa rồi á, là của Long Dương cai quản nha, hỏi cái gì mấy cái đảo á là của Long Dương, thì bắt ấn Long Dương. Năm nay thì hồi về bắt ấn Long Dương. Ấn Long Dương là như vậy, ngồi cũng được, thì rất là hữu hiệu. Khi mà bắt cái này thì tất cả những người dưới nước sẽ lên giúp mình, tại cái mạng của những đứa là có thể dưới nước đầu thai lên tiên, mà tiên dưới nước phải không, còn tiên trên trời cũng có. Ngài Long Dương là ngài gần với mình nhất, ngài gia hộ mình. Ấn Long Dương là hai ngón tay gái móc nhau, cứ ngồi hít thở thẳng lưng. Bắt ấn tam muội thì cũng được, để cho quỷ ma đừng tới phá. Rồi muốn mà mấy đứa mà như mà thuộc có những đứa là cốt trên trời phải không, nhiều khi cốt ở cõi tứ đại thiên dương nữa, thì bắt ấn Long Dương, ấn là bắt ấn tứ đại thiên dương là như vậy. Thế thì nhiều kiểu bắt ấn lắm, thì mấy con bắt ấn mấy này, mấy con quay rồi cần gì vậy.
Dù không có gì, không có tài sản gì quý giá, chỉ có lòng thành với những cái gì học trong đời á, chứ biết nhiều lắm. Nhưng mà lâu lâu á, tại vì gần 2-3 năm nay á, mấy vị kêu là hey, con đã phát cái đạo ra rồi, cũng là tạm ổn đi. Bây giờ lo về cái phần sắp sửa đi về nước Việt Nam để mà lo cho cái bao tử, cho chăm họ. Thì lo phần đời, dù có lăng tăng phần đời, nhưng mà nói chuyện đạo con phải có danh từ đạo đúng không? Mình phải nhiễn nhiễn mỗi cái clip, mỗi tuần nói về đạo đạo thì nó ấy. Mà lâu lâu mới khơi lại chút thì đâu phải dễ nhớ đâu. Tại phần nữa cũng là người phàm. Người phàm cũng quên đủ thứ, ham đủ thứ. Nhưng mà hữu bỏ cái ham rồi, bớt ham rồi. Chỉ ham sao cho mấy con vui ra. Ấn lòng dương. Con cái là mấy vị nói Putin, Kim Jong Un, mấy thằng Hamas là mấy thằng khủng bố đánh với Do Thái, nước Việt bắt trọng, mấy vị nói là từng loại thù có nói, tập chống bệnh, những nhà độc tài ở trên cha không cho đường đi nữa, tức là bí đường rồi, hết đường đi rồi. Cả Biden nữa, Biden là tổng thống Mỹ, hết đường đi rồi. Nhưng con thái tử và những hội thiên, đường sẽ mở rộng thênh thang. Cho nên mấy đứa hội thiên của con là con đường tương lai mở rộng thênh thang. Đây chúng ta rất là bận trong tương lai. Còn bây giờ thì mình ngồi ăn ở không Thiên Long Sơn, mình có bánh tét. Lâu lâu á mình mấy đứa ca, mấy đứa tự quay đại khái. Thì lúc trước mấy vị có nói, có lần thù có nói cái này rồi phải không? Mấy ông đó bị bí đường này, tức là cha không có cho đường đi nữa. Nhưng mà họ thiên chúng ta là đường thanh thang. Tại vì sau này tương lai á, họ thiên với cái đầu thiên á, sẽ cai quản những cái khu qua, nói chung là mình nói hơi ngã mạng, nhưng mà mấy vị nói thôi nha, là cai quản nước Việt. Dầu cho con của HO hay là con của đảng viên mà nó họ thiên, mà nó biết chánh nghĩa, tại đã là họ thiên là chánh nghĩa rồi, thì là cai quản nước Việt. Ây giờ Phật, hôm nay cái clip này xin tạm ngưng, để đi ăn cơm tại đó bụng. Bye bye. Chúc mừng năm mới tất cả. Thôi, đói bụng rồi, có gì đưa bụng ăn.